Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển U19 Đan Mạch và đội tuyển U19 Pháp. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng ở giải U19 châu Âu và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 21:30 ngày 19 tháng 7 và theo đánh giá, đội tuyển U19 Pháp sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển U19 Đan Mạch với mức kèo là 0,75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này, các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì mỗi đội có 2 chiến thắng, còn lại 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển U19 Đan Mạch thì Đan Mạch thắng 4 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển U19 Pháp thì U19 Pháp cũng thắng 4 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển U19 Đan Mạch được chấp 0,75 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là U19 Đan Mạch cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu so với U19 Pháp. Thứ hai nữa thì nếu như hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn U19 Đan Mạch được chấp, chúng ta cũng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc. Xét về phong độ và thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì U19 Đan Mạch cũng đang rất cân bằng với U19 Pháp. Và ở lượt trận này thì U19 Đan Mạch sẽ có được lực lượng tốt nhất, thì biết đâu U19 Đan Mạch họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước U19 Pháp thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn đội tuyển U19 Đan Mạch được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Phong độ của hai đội đang rất ổn định và hiệu suất ghi bàn đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là 2 đều hoặc 2-1 nghiêng về cho U19 Đan Mạch. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 2,75 nhé. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì U19 Pháp và chơi với tâm thế cửa dưới thì có thể là U19 Đan Mạch họ sẽ gia cố hàng phòng ngự của mình. Có thể là hiệp 1 U19 Đan Mạch họ cũng sẽ không để thua trước U19 Pháp đâu. Thậm chí là có thể là với lối chơi biết mình biết ta thì U19 Đan Mạch mới là đội sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn U19 Đan Mạch nha và canh tài còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn U19 Đan Mạch và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.